Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Đồng hồ của sao, được thực hiện bởi Đồng hồ Kale. Mỹ Tâm được xem là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sự nổi tiếng, tài năng và đời tư không scandal đã mang tới cho Mỹ Tâm những khoản thu nhập cực khủng từ những album ca nhạc hay là hợp đồng quảng cáo. Với thu nhập như vậy thì nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng đang sở hữu những mẫu đồng hồ nào? Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Salvatore Ferragamo Miniature là mẫu đồng hồ được Mỹ Tâm sử dụng thường xuyên. Sản phẩm có thiết kế phong cách thanh lịch và nữ tính. Vỏ có kích thước 26mm, độ dày 7mm, khả năng chống nước 10 ATM. Mặt số đồng hồ được bao phủ hoàn toàn bởi tông màu đen, nhấn nhá một vài họa tiết cọc số chấm tròn nhỏ và bộ kim màu vàng. Ngoài ra, sự hấp dẫn của cỗ máy này còn đến từ chất liệu vỏ thép không gỉ, mạ vàng vô cùng sáng bóng. Ở hai đầu latch được đính đá quý sang trọng, phần dây đeo thiết kế theo dáng lắc tay, nên khi đeo bạn sẽ nhận ra đây không chỉ là một chiếc đồng hồ để xem giờ, đây còn là một món trang sức nổi bật cho mọi quý cô. Hiện nay, Salvatore Ferragamo Miniature đang được bán với giá khoảng 25 triệu đồng. Huawei G-Wheel là mẫu đồng hồ thông minh dành cho nữ, được Mỹ Tâm đeo nhiều nhất trong các sự kiện họp báo. Điểm nhấn của sản phẩm là được lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ với mặt kính sapphire chống xước. Vỏ thép không gỉ mạ vàng hồng, đính 68 viên đá Swarovski zirconia, tạo vẻ ngoài rất sang trọng và nổi bật. Loại dây đeo mà Huawei sử dụng cho G-Wheel được làm bằng da thật của Ý với hai tùy chọn màu trắng ngọc trai và xanh sapphire. Về thông số kỹ thuật, đồng hồ được trang bị màn hình 1.4 inch AMOLED, độ phân giải 400x400 pixel, chip Snapdragon 400, RAM 512MB, bộ nhớ trong 4GB và pin 300mAh cho thời lượng sử dụng 1,5 ngày. Huawei G-Wheel chạy hệ điều hành Android Wear, tương thích với các thiết bị Android 4.3 và iOS 8.2 trở lên. Đặc biệt, chiếc smartwatch này còn được tích hợp bộ sưu tập hơn 40 mặt đồng hồ hiển thị theo kiểu truyền thống và 10 giao diện phong cách nữ tính. Được biết giá bán cho một chiếc Huawei G-Wheel là khoảng hơn 13 triệu đồng. Bulgari B01 Sun and Moon Small Lady là một trong những mẫu đồng hồ vô cùng đặc biệt xuất hiện trong bộ sưu tập của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ, trên gờ có khắc logo Bulgari. Trên mặt số màu đen, Bulgari trang trí họa tiết mạ vàng là mặt trời và mặt trăng sẽ đính 19 viên kim cương. Phía bên ngoài, đồng hồ được trang bị mặt kính sapphire chống xước, nắp lưng chắc chắn, có kích thước vỏ 22mm nhỏ nhắn, cực kỳ phù hợp với những người có kích thước cổ tay nhỏ. Và để sở hữu một mẫu đồng hồ này thì Mỹ Tâm sẽ phải bỏ ra khoảng 70 triệu đồng. Piaget La Moire Gala là một trong những mẫu đồng hồ nữ đắt tiền nhất mà Mỹ Tâm sở hữu. Có thể nói, vẻ ngoài của sản phẩm được thể hiện rõ qua ba từ: rạng rỡ, sôi động và quyến rũ. Đầu tiên, ở phần vỏ của đồng hồ, nhà sản xuất chế tác với kích thước 32mm kết hợp với hai vấu giải thanh lịch. Tiếp theo là những đường cong nổi bật thể hiện qua sự lấp lánh của những viên kim cương tròn. Và cuối cùng là chữ số La Mã bằng vàng hồng tuyệt đẹp, dây đeo Milanese khiến cho Piaget La Moire Gala trở thành món phụ kiện tinh tế, nổi bật, cổ điển, đậm chất đương đại. Và nếu muốn sở hữu một mẫu đồng hồ này, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng hơn 800 triệu đồng. Bạn đánh giá như thế nào về bộ sưu tập đồng hồ của Mỹ Tâm? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình qua phần bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên là bấm nút subscribe để theo dõi kênh YouTube của Galiwatt để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.